Và sau đây là phê phán của tác giả Amy Trúc Trượng đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 4 tháng 12 về việc nhà nước Cộng sản Việt Nam vừa thu hồi cuốn sách của tác giả Trung Quân có tựa đề Chiếc áo len mẹ đàn với các buộc tội chống đảng, chống nhà nước. Mời quý vị cùng chia sẻ. Lại sợ một cuốn sách. Ngạo nghệ là binh hùng tướng mạnh, dám diệt cả giặc Mỹ cọp beo. Có sao lại phải sợ một cuốn sách? Mới đây, cuốn sách của tác giả Trung Quân có tựa đề Chiếc áo len mẹ đang đã bị cáo buộc tội chống đảng, chống nhà nước và hiện đang bị nhà cầm quyền ra văn bản để tịch thu. Cụ thể là trong nội dung truyện ngắn này, có tác giả Trung Quân đã có đoạn viết như sau. Tôi muốn đan một chiếc áo tự do dân chủ cho quê hương tôi để thay thế sự độc tài đàn áp của Cộng sản. Đan cái tinh thần dân tộc thiên liêng thay cho cái chủ nghĩa ngoại lai độc tài. Đàn những câu kinh lời nguyện thay cho những lời hứa hẹn vu vơ, những con me hoặc mị dân, những lời gian dối điều ngoa cho rằng tác giả đang truyền bá tư tưởng chống phá nhà nước chống phá chế độ nhà cầm quyền đã tức tối xua quân săn lùng ngăn chặn không cho người dân tiếp cận rất chân thành cảm ơn tác giả trung quân đã can đảm nói lên sự thật dù chỉ mới đọc một đoạn ngắn nhưng cảm giác đây là một cuốn sách hay đáng để đọc mong cộng đồng tiếp tay loan tải thông tin này để nhiều người biết đến cuốn sách ủng hộ sách và tác giả trung quân